Rồi, chào cả nhà này. Hôm nay đưa quý vị đi ăn món bánh bao chiên nước Đài Loan nè. Cái món này nó lạ quá. Đây, em bánh bao chiên nước Đài Loan. Đây nha, hai cái nha. Cái này là ăn bột gì vậy á? Bột mì đúng không? À. Đây này, bánh này là bánh bao chiên nước Đài Loan nhá. Ở đây bán cái bánh này lâu vậy em? Dạ lâu. Lâu rồi hả? Lấy hai cái đi. Lấy anh ăn liền ở đây á. Lấy anh thử một cái bỏ vào cho anh. Rồi ăn ở đây thử ngon không? Ngon thì lấy nữa, mau ngon. Đây cầm ăn luôn à. Thôi ăn không ăn bỏ tới hết vô ăn luôn hả? À, ok em gọi đây. Đây cho quý vị ăn luôn nhá. Ăn xem có ngon không nhá, nhiều cũng. Ăn cũng là lạ nhá. Wow, ăn là lạ quý vị. Rồi quý vị có dịp để ghé đây thưởng thức một lần đi, ăn này lạ lắm. Ăn rất là thơm nhá. Nó còn ngọt, bên ngoài nó còn ngọt. Rồi, ngon. Bên trong là nhân thịt nhá. Có bánh bao này nè. Cái này có phải bánh bao anh đang ăn không em? Đúng rồi đúng không? Bánh bao trên nước đúng không? Trên dầu chứ đâu phải trên nước đâu. À có nước hả? À ok, xem em làm nhá. Ăn ngon nha quý vị ơi. Rất là ngon.
chín bao lâu chín em? 30 phút là chín hả? Đây và nó chín nó sôi sôi lên này à. Bỏ xong nó lớp cái lớp bên dưới là nó dính luôn này, nó sao nó lại cháy được như vậy chị? Tại vì mình cái mặt này nước để cho nó hấp á, thì nó mặt dưới là mình để cho nó rút nước và mình chiên giòn ra. Dạ. Thấy một mặt nó giòn. Đúng rồi, em thấy một mặt nó giòn mà chiên này em bảo quá, chiên này sao giòn được? Dạ. Dạ. Nước nó rút là nó giòn đúng rồi. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Chiên nước Đài Loan nhá, có ba loại nhân là nhân thịt, nhân hẹ, nhân rau nhé. Đây là chiên xong rồi nó sẽ đẹp như này các bạn, nhìn hấp dẫn này. Chiên lại trên này là gì? À, đấy. Đầu tiên là hấp cho nó chín trước, xong là bỏ sang bên này chiên. Nó đã chín rồi đấy. Thôi rồi. Nó chín xong rồi bỏ sang bên này chín đúng không em? Hay là cái này là được rồi? Giờ nó rút nước xong rồi nó có lớp bên dưới là nó cháy bên dưới đúng không? À vậy hả? Rồi ok. Đấy quý vị thấy cách các chị đây làm bánh bao chiên nước nhá. Cái món này là một trong những đặc sản của Đài Loan mà mới được đem về Việt Nam cũng cỡ vài năm trở lại đây, và đặc biệt là trên đi qua cái đường này thì thấy bán ở ngay cái đường Hòa Bình này quý vị. Bán trên sẽ chia sẻ là cái địa chỉ nhá để quý vị có dịp ghé ăn thử nhé. Đây cái địa chỉ 274 Hòa Bình nha quý vị ơi. Cái áo với danh hệ em tạm thời hết rồi. Dạ, mấy cái. Dạ. Dạ, cái này kia. Dạ rồi.
rồi, chào cả nhà nhá. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like, comment và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ quý vị ơi. Rồi, xin trân trọng kính chào.